Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn ấy thì muốn dùng cái đồng hồ để xác định cái chân chung, chân chạy, chân đề. Thì hôm nay tôi sẽ dùng cái đồng hồ đo để các bạn có thể là trực tiếp nhìn thấy cái chỉ số trên đồng hồ để các bạn có thể là đo nó dễ dàng hơn. Đây tôi đo nhé. Này, đây là thông mạch này, các bạn để ý. Đó, thông mạch thì nó là về số 0. Bây giờ nhé, này các bạn nhìn dây chung này. Đó, nó gồm có hai dây này. Đó, hai dây của cái chạy và đề. Đó, dây chung nha, tôi kẹp vào đây một cái này. Đó, tôi đo chân chạy trước này. Đó, là 18. Đây, tôi nói chân chạy trước nha, 18, 19. Tôi đo chân đề này, 44. Và tôi đo giữa chân đề và chân chạy, nó là 62. Đấy, 62. Đấy, thì nó như thế này. Đó. Cặp này là 19, cặp này là 62, là chân chạy và chân đề, và chân chung và chân đề là 44. Đấy, bây giờ tôi đo tiếp cái lốc này nhé, trên chung này, phải chạy, trái đề này. Đó. Chung này, chạy này. Đó, nó là 09. 09, 08. Đó, thì đây. Đó, giờ tôi đo cái cặp là chân đề này. Hai bảy. Đó, bây giờ tôi đo giữa cặp đề và chạy, chạy và đề này. Đó, bên dưới này. 36. Chung chạy đề đấy, thì là cái chỉ số đây, các bạn thấy đấy. Nếu như các bạn muốn đo thì các bạn đo như thế, sau đó là chạy, là cắm vào để cho chạy đó. Thì tôi chưa bao giờ đo, nhưng mà thấy có một số bạn đo sau đó là lắp nó không chạy là như vậy đó. Mà các bạn nói là cái cặp này là cặp bên này là bên chạy, bên này là bên đề đấy, nhưng mà tôi thì tôi không bao giờ gặp cái trường hợp đó đấy. Thế nên là này, tôi đo trực tiếp trong cuộn dây cho các bạn thấy đó. Cái dây chạy của nó lớn đây, nó làm thế này, còn dây đề nó nhỏ, nó làm thế này đó. Thì riêng cái lốc tủ lạnh ấy, đấy, cái lốc nhỏ là họ không dùng tụ đấy. Cuộn dây đè là nó sẽ nghỉ sau khi đè xong đấy. Chỉ có cái cuộn dây chạy nó chạy thôi đấy. Có khả năng nó chạy bằng bít tông, thế là người ta thiết kế vậy đấy. Thì tôi cũng không biết được, nhưng mà đấy là cái đặc trưng của cái lốc tủ lạnh là nó như vậy đấy. Thì cái lốc tủ lạnh ấy, thì dưới 1/2 ấy, thì người ta không lắp tụ ngâm đấy, nhưng trên 1/2 ấy, thì người ta sẽ lắp cái tụ ngâm và cái giữa cái đây và chân đề đấy, lắp tụ ngâm vào. Thì đấy, các bạn thấy tôi đo trực tiếp như vậy đấy. Cuộn dây đề nó sẽ nghỉ sau khi khởi động xong đấy, chỉ có cuộn dây chạy, tức là cái cuộn dây lớn này mà chúng ta đo được đây này. Đấy, đây tôi cắm thử cho nó chạy nhé. Một chân chung này, chân chạy này.
trước khi mà chúng ta cắm điện cho bất kỳ cái lốc nào thì chúng ta nên kẹp cái ampe kìm để biết được dòng cao hay thấp, nó có chạy hay không. Đó. Thì tôi đã nhắc trong một cái video nào đó rồi đấy, tôi nói là điện và ga là hai cái đồng hồ đấy không thể thiếu với người thợ điện lạnh. Đấy, bây giờ tôi cắm, nó chạy. Đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái dây này tôi quẹt nhé, này tôi cắm. Tức là cái lốc này nó chạy một cuộn dây, một cuộn dây, một cuộn dây chạy. Đó. Chạy một cuộn dây này thôi. Còn cái cuộn dây đè nó quẹt xong cái là nó nghỉ. Đó. Các bạn nhớ cái điều đó. Đó. Hôm nay tôi nói với các bạn là nếu cái lốc nó bị kẹt. Này, giả sử cái lốc nó bị kẹt, chúng ta cũng cắm chân chạy và chân đè. Nào, sau đó chúng ta cắm điện này. Này, chúng ta dùng một cái tụ 75 đến 150 hoặc 250 cũng được, chúng ta quẹt. Đấy, đây tôi quẹt cho các bạn. Đó. Đấy thì khi quẹt xong với cái tụ đề thì các bạn nhớ quẹt lại cho nó hết điện. Đó. Phải đánh lại cho nó hết điện. Chứ nếu không là nếu các bạn sờ vào thế này là nó giặt cho nhé. Đấy, riêng cái tủ đề. Đấy. Đấy, tôi làm lại cho các bạn. Đấy, quẹt xong các bạn. Đó, đánh lại. Đấy, cho nó hết điện. Chứ quên đi là sờ vào này là nó giật cho ngã ngửa ra mất. Thì đấy là cái lốc. Tôi muốn nói rằng cái lốc tủ lạnh đấy, là nó chạy có hai cuộn dây này. Đó, các bạn nắm kỹ cái điều đó. Đó. Nó không cái cuộn dây đè nó chỉ kích một phát xong là nó nghỉ. Đấy, đúng không ạ? Tôi đo như vậy, đó, trực tiếp trong cuộn dây này, đó. Trực tiếp trong cuộn dây, đó. Và trực tiếp ở cái lốc, đó. Thì chúng ta sẽ thấy được nó rõ ràng như vậy, đó. Thì từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ đo cả, đấy, thế nhưng có một số bạn này đo sau đó là đấu nó không chạy, đấy, nó bị hư, đấy. Đấy, thế nên hôm nay tôi đo cái trực tiếp trong cuộn dây và trực tiếp ở lốc. Đấy các bạn đã thấy được. Đấy, cái cuộn dây chạy và cuộn dây đè nó như thế nào. Đấy, để khi mà chúng ta, nếu như mà chúng ta không tin tưởng vào cái câu nói là trên chung phải chạy trái đè. Đấy thì chúng ta có thể đo. Rồi cuối cùng chúc các bạn được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.